Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở video trước, tôi đã giới thiệu đến các bạn phương pháp rút gọn gồm hồn 5 biến. Và ta biểu diễn hồn 5 biến trên một bìa. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn phương pháp thứ hai. Đó là chúng ta biểu diễn hồn 5 biến lên hai bìa Karnaugh 4 biến. Và bảng thứ nhất biến A bằng 0 và bảng thứ hai biến A bằng 1. Và trong video này tôi cũng sẽ giới thiệu đến các bạn dùng phần mềm Logisim để thiết kế mạch logic. Và chúng ta sẽ kiểm tra kết quả rút gọn của hồn cũng bằng phần mềm này. Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách thực hiện việc vẽ mạch logic và sử dụng phần mềm này để kiểm tra kết quả rút gọn của hồn logic. Và nếu các bạn thấy những kiến thức tôi sắp chia sẻ trong video này là hữu ích cho công việc của các bạn thì hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Để rút gọn hồn logic được chính xác, tôi có các lưu ý cho các bạn như sau. Thứ nhất, ta biểu diễn các biến và đánh số thứ tự các ô theo đúng quy luật như trên hình vẽ. Và số ô được nhóm với nhau phải là hai mũ n, n bằng 0, 1, 2, 3 vân vân. Và các ô có vị trí giống nhau trong bảng số 1 và bảng số 2 thì ta có thể nhóm được với nhau. Ví dụ ở đây ta có ô số 1 và ô số 17 là hai ô có vị trí tương đồng nhau ở trong bảng 1 và bảng 2. Cũng tương tự ta có ô số 2 và ô số 18 hoặc là ô số 15 và ô số 31 vân vân. Khi liên kết các ô trong bảng 1 và bảng 2 thì biến đầu tiên ta bỏ là biến A, bởi vì trong hai bảng này biến A có giá trị là 0 và 1. Bảng thứ nhất A bằng 0 và bảng thứ hai là A bằng 1. Và số ô liên kết được với nhau càng nhiều thì hồn sẽ còn tối giản. Ví dụ ở đây ta có ô số 2 và ô số 18 là hai ô liền kề, hoặc là ô số 10 và ô số 26 cũng là hai ô liền kề, ta có thể nhóm được với nhau. Nhưng ở đây ta nhận thấy ô số 2 và ô số 10 cũng là hai ô liền kề, ô số 18 và ô số 26 cũng là hai ô liền kề, nên ta có thể gồm được ô số 2, ô số 10, ô số 18 và ô số 26. Bây giờ ta đi vào ví dụ số 2. Cho hồn 5 biến FABCDE bằng sigma M 0, 2, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 26, 29 và 31. Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn hồn này lên bìa Karnaugh để tiến hành rút gọn. Ở bảng số 1 ta có các vị trí số 0, số 2, số 10, 12, 13 và 15. Và ở bảng số 2 ta có các vị trí số 16, 18, 26, 29 và 31. Ở đây ta nhận thấy ô số 2 và ô số 0 là hai ô liền kề. Ô số 16 và ô số 18 cũng là hai ô liền kề. Và ở đây ta nhận thấy ô số 0 và ô số 2 có vị trí giống nhau với ô số 16 và ô số 18, nên ta cũng có thể nhóm được với nhau. Và ở đây ta sẽ có liên kết 4 tại các ô số 0, số 2, số 16 và số 18. Và liên kết 4 thì bằng 2 mũ 2 nên ta sẽ bỏ được 2 biến. Và biến đầu tiên ta bỏ là biến A. Và tiếp theo ở ô số 0 và ô số 2 thì biến D thay đổi. Ở đây D bằng 0. Và đây là ô số 2 thì D bằng 1. Và trong bảng này ô số 16 và ô số 18 thì cũng tương tự. Nên ta còn lại các biến không thay đổi là biến B trong hai ô này. Biến B có giá trị bằng 0. Và biến C cũng có giá trị là 0. Và trong hai ô này cũng tương tự. Biến B có giá trị là 0. Và biến C cũng là 0. Nên kết quả rút gọn của liên kết 4 này là B bù, C bù và E bù. Và phân tích tương tự, ta cũng có liên kết 4 tại các ô số 2, số 10, số 18 và số 26. Và liên kết 4 thì ta cũng bỏ được 2 biến. Và biến đầu tiên ta bỏ là biến A. Và biến tiếp theo ta bỏ là biến B trong 4 ô này. Thì biến B thay đổi. Ở đây hai ô đầu B bằng 0. Ô số 2 thì B bằng 0. Và ô số 10 thì B bằng 1. Cũng tương tự. Ở đây ô số 18 thì B bằng 0. Và ô số 26 thì B bằng 1. Và kết quả rút gọn của liên kết 4 này là C bù, D và E bù. Và ở đây ta có liên kết đôi tại hai ô số 12 và ô số 13. Và liên kết đôi thì ta sẽ bỏ được một biến. Và trong hai ô này biến thay đổi là biến E. Ở ô số 12 thì E bằng 0 và ô số 13 thì E bằng 1 nên ta bỏ biến E. Và ta còn lại là biến A bằng 0. Bởi vì trong bảng 1 thì biến A bằng 0. Và biến B. Ở đây B bằng 1. Và C cũng bằng 1. Và trong hai ô này thì biến D bằng 0. Và kết quả rút gọn của liên kết đôi này là A bù, B, C và D bù. Cũng phân tích tương tự, ta sẽ có liên kết 4 tại các ô 13, 15, 29 và 31. Liên kết 4 thì bằng 2 mũ 2 nên ta sẽ bỏ được 2 biến. Và biến đầu tiên ta bỏ là biến A. Và biến tiếp theo ta bỏ là biến D. Bởi vì trong hai ô này, trong hai ô số 13 và 15 thì biến D thay đổi. Ở đây D bằng 13 thì D bằng 0 và 15 là D bằng 1. Cũng tương tự ở ô số 29 và ô số 31. Ô số 29 là D bằng 0 và ô số 31 là D bằng 1. Nên ta bỏ biến D. Và còn lại các biến không thay đổi là biến B bằng 1, biến C bằng 1 và biến E trong 4 ô này cũng bằng 1. Và kết quả rút gọn của liên kết 4 này là B, C, E. Và kết quả rút gọn cuối cùng của hòm 5 biến này là F, A, B, C, D, E bằng B bù, C bù, E bù cộng C C bù DE cộng cho A bù BCD bù cộng BCE. Việc rút gọn hồn 5 biến dùng bìa Karnaugh là vô cùng đơn giản nếu như các bạn tuân thủ theo các phương pháp mà tôi đã trình bày. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra kết quả rút gọn của hồn này trên phần mềm Logisim. Ta khởi động phần mềm Logisim lên. Ta vô tab Windows. Ta chọn Combination Analysis. Và trong bảng này ở đầu vào Input ta sẽ có các biến A, B, C, D và biến E. Và ở đầu ra là ta có hồng F. Và ở trang tab này ta sẽ nhập các giá trị của hồng F có giá trị là 1. Ở đây hồng F có giá trị là 1. Ở các vị trí số 0, số 2, số 10, 3, 4, 5, 6, 7, số 10, số 12, số 13, 15, 16, 18, 26, 29, 31. Các ô còn lại sẽ nhận giá trị là 0. Ta vào Minimizer để kiểm tra kết quả. Và đây là kết quả rút gọn trên phần mềm. Bây giờ ta so sánh kết quả chúng ta rút gọn bằng phương pháp bìa Karnaugh và kết quả chúng ta rút gọn trên phần mềm. Ở đây ta nhận thấy hai kết quả này, kết quả rút gọn trên phần mềm Logisim và kết quả chúng ta rút gọn là như nhau. Và để xây dựng mạch logic, thì ta sẽ bấm vào build circuit và ta đặt tên cho mạch. Dù ở đây ta đặt là ví dụ 2 thì phần mềm sẽ vẽ cho chúng ta mạch logic. Và ở đây chúng ta cũng có thể kiểm tra hoạt động của mạch này. Ví dụ ở đây khi A, B, C, D, E để bằng 0 thì hàm F của chúng ta sẽ bằng 1. Ở đây ví dụ ở ô số 2 thì A bằng 0, B bằng 1. Ở ô số 2 thì A bằng 0, B bằng 0, C bằng 0, D bằng 1 và E bằng 0. A, B, C, D thì hàm F cũng có giá trị là 1. Bạn cũng có thể kiểm tra hoạt động của mạch này ở các vị trí còn lại của hàm F. Nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc có chỗ nào chưa rõ thì hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận ở bên dưới video này để mọi người cùng tham khảo. Tôi rất muốn đọc được những bình luận của các bạn. Và nếu thấy video này hữu ích, hãy ủng hộ tôi bằng cách like, share video này và đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông, bởi vì tôi sẽ còn quay lại với những video hữu ích hơn nữa với các nội dung về các chủ đề về kiến thức cơ điện và tự động hóa. Video này kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.